Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tại miền Bắc vào thời điểm hiện tại, ở tầng thấp khối không khí lạnh vẫn tiếp tục được bổ sung thêm, còn trên tầng cao trường phân kỳ khô cũng suy yếu hơn, nên rạng sáng nay trời cũng chuyển nhiều mây hơn một chút. Nhiệt độ lúc này phổ biến từ 14 cho đến 17 độ. Riêng khu vực vùng núi có nơi ở mức từ 11 cho đến 13 độ, trời rét sâu. Đến trưa chiều, trời giảm mây hơn và khả năng hửng nắng nên nhiệt độ tăng lên, tiết trời trở nên khá ấm áp và dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Riêng một số nơi ở các tỉnh phía Tây Bắc như là Lai Châu hay là Điện Biên có thể đạt mức 24 đến 25 độ. Mặc dù hôm nay độ ẩm không khí có tăng nhẹ, song sang những ngày đầu tháng 12, trời lại hanh khô với độ ẩm vào ban ngày chỉ khoảng 40-50%, nên mọi người cần chú ý bổ sung lượng nước đầy đủ cho cơ thể, cũng như chú ý trang phục để tránh những bệnh về đường hô hấp. Trong khi đó, do sự gia tăng cường độ hoạt động của đới gió Đông Bắc kết hợp với đới gió Đông giàu ẩm trên cao, nên dọc theo các tỉnh ven biển miền Trung, từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Khánh Hòa, trời nhiều mây và có mưa rào. Riêng khu vực từ Quảng Nam cho đến Phú Yên sẽ có mưa to đến rất to và dông. Sau đó, mưa lớn tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng cho đến Khánh Hòa sẽ còn kéo dài cho đến ngày 2 tháng 12. Do vậy, trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên có khả năng lên mức báo động 2 cho đến báo động 3. Sông Vu Gia Thu Bồn ở Quảng Nam, sông Ba ở Phú Yên lên mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên. Nên nhiệt độ trên khu vực có sự khác biệt từ Bắc vào Nam. Trời vẫn rét từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và trời lạnh tại khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Huế. Lùi xuống phía Nam nên nhiệt độ sẽ tăng dần đến Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, có nhiệt độ trưa chiều mai từ 27 cho đến 30 độ. Xuôi hơn về phía Nam đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ, trời phổ biến ít mưa, nếu có chủ yếu xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ, nhưng với lượng không nhiều và tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất đồng loạt tăng lên mức 27 đến 29 độ ở Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ dao động từ 31 cho đến 33 độ. Nhìn chung thời tiết vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt của người dân. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau đó kết hợp với không khí lạnh được tăng cường, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ duy trì gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét, biển động, cấp độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 1. Còn khu vực Nam Biển Đông trong đó có cả quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, mưa dông có xu hướng lan rộng, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Như vậy là các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây hơn, song mưa vẫn ít xảy ra và trời duy trì rét. Khu vực Trung Bộ có mưa, có nơi mưa to đến rất to, tập trung chính tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Tây Nguyên phổ biến không mưa, các tỉnh Nam Bộ có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 30 tháng 11 của Đài truyền kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thank you.